Messi phải chia sẻ kỷ nguyên này với Ronaldo, nếu không anh ấy đã giành quả bóng vàng 15 lần, Lautaro Martinez nói với ESPN ngay trước buổi lễ trao giải hôm 30 tháng 10. Ở tuổi 36, Lionel Messi vượt qua Erling Haaland và Kylian Mbappe để giành quả bóng vàng 2023 ngày 30 tháng 10, nhờ chức vô địch World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Messi lập kỷ lục giành 8 quả bóng vàng các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 và 2023. Anh bỏ xa cầu thủ đứng sau với 5 danh hiệu là Ronaldo. Từ năm 2008 đến nay, chỉ hai người ngoài Messi và Ronaldo giành quả bóng vàng là Luka Modric 2018 và Karim Benzema 2022. Messi được cho là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời, khi giành mọi danh hiệu lớn ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển. Danh hiệu lớn nhất anh chinh phục được là World Cup 2022. Tại đó, Messi ghi 7 bàn trải dài ở tất cả các vòng đấu, là cầu thủ hay nhất giải, sau khi Argentina thắng Pháp ở loạt đá luân lưu chung kết. Sau khi Messi vô địch World Cup danh hiệu Ronaldo còn thiếu, không nhiều người còn tranh luận về việc Messi và Ronaldo, ai xuất sắc hơn. Messi là cầu thủ đầu tiên nhận quả bóng vàng khi thuộc biên chế một câu lạc bộ ngoài châu Âu. Anh rời PSG, chuyển sang khoác áo Miami từ tháng 7 năm 2023, giúp câu lạc bộ Mỹ đoạt danh hiệu đầu tiên trong lịch sử La Liga Cup. Messi đã kết thúc mùa giải với Miami và có thể không chơi trận nào ở cấp câu lạc bộ trong hơn 3 tháng tới. Trong danh sách top 30 đề cử quả bóng vàng 2023, Argentina có 4 người. Bên cạnh Messi, hai tiền đạo Julian Alvarez và Lautaro Martinez lần lượt xếp thứ 7 và 20, còn thủ môn Emiliano Martinez xếp thứ 15. Martinez vượt qua Ederson và Yassin Bono để đoạt giải thủ môn hay nhất, từ người trao chính là bố anh. Tình huống cứu thua bằng chân của thủ môn 31 tuổi trước cú sút của Randall Kolo Muani tại chung kết World Cup 2022 được chiếu lại 3 lần trong lễ trao giải quả bóng vàng 2023.